Dí quyết tâm không? Quyết tâm. Quyết tâm không? Quyết tâm. Quyết tâm không? Quyết tâm. Cái đầu nó dài quá, nguy hiểm quá. Ngồi xuống. Tập trung. Đồng chí có ma bao giờ chưa? Canh mình nói chuyện với cái này trời. Nhìn qua nhìn lại mình chính giữa là cây thị. Mình lâu lâu cây thị nó cứ rung rinh. Trái thị nó cứ rụng lập đập. Lúc đầu nghe thấy tưởng tiếng bước chân. Trời ơi sợ muốn chết. Đồng chí Huỳnh Anh vuốt lại chân. Này là cái hiện tượng là chống đối nha. Vuốt lại được chưa? Đó. Súng giơ súng như nào? Giơ súng như nào? Giơ súng lên các bạn. Giơ súng này. Về làm lại có chưa?